Con hỏi tiếp theo là xin thầy dạy cho con câu là chiến kiến ngũ uẩn giai thông, tức thì độ tất cả các khổ ác. Câu này là ý nghĩa như thế nào? Chiến nhìn thấy ngũ uẩn đất nước cho lửa không thật tạm thời, tạm thời duyên hợp với con. Mình thấy được như vậy rồi thì mình thấy nó không thật thì độ nhất thiết của mắt. Bây giờ cái đó U Mỹ Nhân A, ta kêu U Mỹ Nhân A, ta chửi ông nói ôi đất nước cho lửa chứ mẹ có tôi đâu, thì sao không có buồn không? Chửi kêu chửi đâu, ta bảo chửi cái cuộc khác chứ không chửi từ đâu. Chiếu kiến ngũ uẩn về mà thấy tôi không thật thì không có buồn, thì gọi là độ nhất thiết của các cái gì nó đưa tác động của mình không có khổ gì hết đấy, nó không giả được khổ gì hết nha. Là câu đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không nhất đoạn nhất thiết của anh, là cái câu này của Bát Nhã Ba La Mật nó nói ra để nó độ cái người nào mà chấp nhiều, chấp nhiều thì mới sanh ra cái chuyện sinh mệnh. Thành ra cái câu này phải là do để dạy cho Bát Nhã thôi, chứ còn nếu mà vào thế giới truyền tông không thầy thì ta giờ tôi được truyền tông nó nói giờ anh chữ tôi cũng chữ lại có thế giới như thế vậy, mà tôi muốn ra thì tôi tạo công đức tôi ra, tôi muốn lên phật dịch lên trời tôi ở tôi tạo phước đức, tôi muốn làm người giàu sang tôi tạo phước đức âm rồi nó đi rõ ràng nó ra kẻ trẻ mấy đường. À, thì kẻ theo đường đạo người về vô sanh, để muốn đi đường đạo thì nó cũng vô sanh thì tạo cũng đức anh về. Rồi, hẳn tiếp. Dạ, câu tiếp theo là xin thầy nhé. Câu là pháp gốc pháp không pháp, không pháp cũng là pháp. Xưa ta tạo không pháp, từng pháp đều là pháp. Bây giờ cái pháp, bây giờ nói về khi nói pháp là gì? Pháp không pháp. Tại vì hỏi tôi mới mở miệng tôi la lên nó thành cái pháp, chứ không hỏi thì nằm ở trong ai là pháp, nhưng mà nó còn định pháp không pháp, tức là cái pháp này là nói ra nó không có thật, nhưng mà nếu nó không thật thì nó có cái thật, gọi là pháp hà thành pháp, là cái pháp cũng nằm ở trong cái gốc á. Vì thế mà trong kia trong cái phần đó gọi là nó Đức Phật không còn gọi là cái pháp thật nhỏ đó à. Nó là mình nói là cái pháp không được thì ông nói là phi pháp, phi là phải, pháp không phải thật. Vì thế mà trong cái truyền thông này nó đưa ra cái câu là 49 năm Như Lai không nói, nó là không nói cái chân thật này này, mà trở về nó nói chân thật này để nói ra để cho những người thế gian người ta tiếp thu, ta hiểu được. Chứ còn nếu mà nói trên tầng bây giờ hỏi chứ bây giờ là tôi tạo công đức, hỏi công đức làm sao? Rồi sao ai diễn đạt được công đức? Ở phước đức làm sao? Không ai giả diễn đạt được. Nhưng phải có nói nó phước đức, ác đức, trừ công đức. Chứ hỏi chứ từ tầng là cái đó nó không, nó tại vì nói nó hiểu thôi chứ nó không có lớn tuổi. Nó là gọi là pháp, à tầng pháp là được rồi. Cái pháp không phải là pháp, nhưng mà nó là pháp, nó là tiếng nói, nhưng mà lại có người chặt nó mới nói, không chặt nó mới nói. Rồi, hỏi tiếp đi.